Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là chúng ta lại bước vào một cuối tuần mới là thứ sáu tại Hoa Kỳ Và lúc này đã là, là thứ bảy của Việt Nam rồi Hôm nay là ngày 30 tháng 4 Ở Hoa Kỳ thì thủ muốn dành thời gian để mà chia sẻ một cái thông điệp với các bạn Thì chúng ta thấy được là trong cái đợt tăng trưởng này đó Đã có ít nhất là 4 lần bốn lần mà giá Bitcoin có cái sự điều chỉnh mạnh và các bạn thấy được Bitcoin điều chỉnh thì cả thị trường cũng điều chỉnh theo cho nên chúng ta chỉ cần nhìn vào xu hướng chung của Bitcoin mà thôi. Và trong 4 tháng vừa qua đã tháng nào cũng có một cái đợt điều chỉnh như là các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái đợt điều chỉnh đi, đây là cái đợt điều chỉnh của tháng 1 từ cái mức là 42.000 xuống còn khoảng chừng là 28.000, điều chỉnh là 31 5 5%. Bây giờ kế tiếp chúng ta nhìn vào cái đợt điều chỉnh của tháng 2 đi thì cái mức điều chỉnh này là điều chỉnh từ mức nào, điều chỉnh từ cái mức các bạn thấy được là khoảng chừng 58.000 điều chỉnh xuống chỉ còn có 42 43.000 mà thôi. Điều chỉnh tổng cộng là 26,53%. Đây là cái đợt điều chỉnh của tháng 2. Kế tiếp chúng ta nhìn vào tháng 3 đi. Tháng 3 cũng có một đợt điều chỉnh từ mức là 62.000 xuống chỉ còn có 50.000 mà thôi. Điều chỉnh tổng cộng là 18,72%. Kế tiếp nữa các bạn thấy được chúng ta à, nhìn vào được điều chỉnh gần đây nhất là chúng ta mới vừa xem đó chính là cái đợt điều chỉnh tháng tư từ cái mức là gần như là 65.000 điều chỉnh xuống chỉ còn có 47.000 mà thôi điều chỉnh tổng cộng là 27,48% thì trong mỗi một đợt điều chỉnh này đó các bạn sẽ thấy được là mỗi đợt điều chỉnh này chúng ta đều có rất nhiều bạn bán Và phần lớn như bạn bán là những bạn mới tham gia vào thị trường này Lúc mà giá cả đi xuống đó thì nhiều bạn lo lắng Đương nhiên là nhiều bạn bán cũng là một chuyện bình thường mà thôi Thì Thủ muốn chia sẻ với các bạn đó là một trong những cái điều khác biệt Giữa những bạn nào mà đã ở thị trường này lâu năm Và những bạn mới đương nhiên là kinh nghiệm khác biệt Nhưng mà một điều khác nó quan trọng hơn là những bạn nào mà ở thị trường này lâu năm đó Thì đã có cái sự chuẩn bị tâm lý Trong những cái đợt tăng trưởng đều có những cái đợt điều chỉnh mạnh và chúng ta nhìn vào năm 2016-2017 thì cũng như vậy, nhiều đợt tăng trưởng khác nhau thì các bạn thấy được những đợt tăng trưởng nó không giống nhau hoàn toàn nhưng mà cũng tương tự như nhau và chúng ta cần phải có cái sự tâm lý chuẩn bị và nhất là mỗi lần mà giá cả điều chỉnh á, thì chúng ta đều có nhiều cái thông tin đi kèm làm cho nhiều bạn càng hoang mang hơn thì những cái thông tin này đó phần lớn không phải là những cái thông tin mới mà đây là những cái thông tin cũ cứ xào đi xào lại xào cho lại như bài nào mà đã thấy chuyện này lâu năm thì cũng đã chuẩn bị tâm lý cho những thông tin này rồi cho nên tôi muốn chia sẻ một số những cái thông tin mà chúng ta thường gặp để các bạn khi mà nghe lại các bạn cũng bớt lo lắng đi Thuận không phải nói với các bạn là bất cứ điều chỉnh nào các bạn cũng cần phải ho đồ Các bạn cũng cần phải có lòng tin dẫn dắt không phải lúc nào cũng vậy nhưng mà cái mà thường muốn nói với các bạn đó là các bạn chỉ bán khi mà các bạn dựa theo cái phân tích cá nhân của mình cảm thấy đây là thời điểm tốt để mà bán chứ không phải là các bạn bị dao động bởi những thông tin ở trên thị trường và những thông tin thông thường chúng ta thường gặp trong những mùa tăng trưởng mà khiến cho nhiều bạn lo lắng là những thông tin nào thường muốn chia sẻ với các bạn và khi các bạn đã biết được rồi đó thì tôi nghĩ là các bạn sẽ có một cái chuẩn bị tâm lý có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng sẽ có những cái thông tin tương tự được đưa ra và sẽ dẫn đến thị trường đi xuống có thể là nhiều người mới họ lo sợ họ bán cho nên thị trường đi xuống và các bạn cũng nên hiểu là có người bán thì có người mua thì mỗi lần các bạn bán các bạn cần phải suy nghĩ là người mua là người như thế nào tại sao mà các bạn lo sợ các bạn bán mà họ lại đi mua và ngược lại các bạn mua thì bạn nghĩ là người bán là ai tại sao các bạn muốn mua mà người ta lại bán đây là những cái điều các bạn cần phải suy nghĩ nhưng mà chúng ta bây giờ nhìn vào số những cái thông tin gây cái sự lo lắng như là thông tin phết mà chúng ta thường gặp cho nhiều tăng trưởng đi nhất là chúng ta nhìn vào cái điều đầu tiên đây là một trong những điều mà có thể những bạn mới tham gia vào thì cứ lo lắng đó chính là đào bitcoin không bây giờ rất là tập trung và phần lớn là tập trung ở Trung Quốc thì điều này có đáng lo lắng hay là không tại vì tại sao mà lại có nhiều hãng xưởng đào Bitcoin Trung Quốc như vậy mà không phải là ở những cái nơi khác thì chúng ta sẽ không có thời gian để mà đi vào chia sẻ phân tích Từng cái thông tin này trong video ngày hôm nay Như mình thường có thể chia sẻ tổng quát với các bạn Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả Chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích những cái video này Hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thuận Capital trên những cái mạng xã hội đây, thì các bạn cũng có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Facebook, uh, Telegram, Twitter và đặc biệt là Telegram Channel các bạn có thể tham gia để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là như mình nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance để nhận được 20% giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1610 đô và gửi tiết kiệm lãi suất lên đến 15% khi mà tham gia vào sàn Margin Bybit thông qua link của Thuận Capital hoặc là các bạn có thể tìm hiểu những sàn khác như là sàn Probit ở Hàn Quốc sàn MT một sàn Margin của Hong Kong Copy sàn FTX nổi tiếng như bạn cũng đã biết sàn Binance US, một cái sàn Allcoin dành cho những người nào mà đang sống ở Hoa Kỳ sàn Coinbase và ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lãi các bạn có thể gửi những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin vân vân và nhận được lãi hàng tháng và bây giờ là bonus lên tới 250 đô và CryptoCoin đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain mà nhiều bạn cũng đã biết thì các bạn nên hiểu là khi mà chúng ta nói tới đào Bitcoin đó thì đây là một cái hệ thống mở bất cứ ai cũng có thể tham gia đào Bitcoin được ngày hôm nay thượng mở một cái xưởng đào ở hoa kỳ vẫn có thể tham gia vào đào bitcoin được và có thể là đi cạnh tranh với lại những cái nơi khác chỉ có là tại sao mà có một số nơi trên thế giới như là những nước như là trung quốc hay là iceland hay những nước đó lại có nhiều người tham gia đào bitcoin tại vì để đào bitcoin đó các bạn cần phải ở một nơi mà cái thời tiết khá lạnh để mà giảm đi chi phí má lạnh thứ nhì nữa là các bạn cần phải có cái nhân công có nghĩa là nhân công phải rẻ và phải am hiểu về công nghệ để mà quản lý những cái server và các bạn cần phải có một nơi có thể nói là cái chi phí đào rẻ có nghĩa là các bạn cần phải có một nơi các bạn có thể làm mướn mặt bằng rẻ cũng như là các bạn có thể có được nguồn điện rẻ nơi nào có được những cái ưu điểm này thì sẽ có nhiều người tham gia vào đào chứ không chỉ riêng là ở Trung Quốc. Cho nên ngày mai giả sử như một nước nào đó mà ra thông báo là bây giờ mọi người tới nước này đào thì sẽ được chi phí rẻ hơn thì các bạn sẽ thấy được là những cái hãng xứng đào cũng sẽ dọn qua nơi đó mà thôi. Cho nên đối với việc đào Bitcoin Trung Quốc đó không có gì gọi là quá đặc biệt, chỉ có là chi phí thấp mà thôi. Và thật ra ở thời điểm mà Thuận đang làm cái video này chúng ta vẫn đang thấy có rất nhiều cái xứng đào đang được hình thành ở những nước như là Canada để mà thu hút thêm những công ty dọn về Canada để mà đào để mà tạo thêm công việc cho những quốc gia đó thì các bạn sẽ được là cái thông tin liên quan tới đào Bitcoin quá tập trung là thông tin này được chia sẻ trên bài viết của Investopedia vào ngày 10 tây tháng 3 năm 2021 nhưng mà các bạn sẽ thấy được là cái thông tin này không phải là thông tin gì mới hết đó. chúng ta thấy được là cái mùa tăng trưởng của năm 2017 và đi xuống năm 2018 đó tháng 2 thì các bạn thấy được ai cũng chia sẻ các bài viết tương tự đó chính là Investopedia đây không phải là một cái thông tin mới các bạn thấy là cái mùa nào thì cũng lập đi lập lại những cái thông tin này cho nên thuận nghe riết rồi cũng nhàm chán luôn nhưng mà những bạn mới thì có thể lo lắng cho nên thùng mới làm cái video này cái thông tin liên quan tới đào Bitcoin rất tập trung là những cái thông tin rất là cũ rồi cứ sao đi sao lại năm này qua năm nọ bài viết của năm nay so với bài viết của năm 2018 đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái tài liệu uh, liên quan đến là đào bitcoin nó rất là xấu cho môi trường, sử dụng quá nhiều điện có thể là tiêu hao quá nhiều nguồn điện không tốt cho môi trường. Đây là bài viết được chia sẻ bởi một trang web tên là Mike nhưng mà có rất nhiều bài viết tương tự các bạn có thể tìm kiếm ở trên những cái uh, trang web. Đây là bài viết ngày 6 tháng 2 năm 2021. Thì các bạn thấy được là tin tức này thì cũng rất là cũ rồi. Các bạn thấy được là Chúng ta nhìn vào đây là bài viết của năm 2017, hồi tháng 12 đi. Thì cũng như vậy mà thôi, bài viết liên quan tới đào Bitcoin không tốt cho môi trường. Từ năm 2017 tới bây giờ thì cũng tương tự mà thôi, đây là bài viết bởi Moder Jones. Thì một chuyến điều thường có thể chia sẻ với các bạn đó là đào Bitcoin đó, chúng ta có rất nhiều những bài viết chi tiết là đào bitcoin năng lượng đến từ đâu và phần lớn đào bitcoin là năng lượng đến từ năng lượng tái tạo và thật ra mà nói đào bitcoin nó nhìn vào một góc cảnh khác đó chính là lưu trữ tài sản tại vì có rất nhiều nơi có nguồn điện rẻ nhưng mà lại không có cái nhu cầu sử dụng điện nhiều khiến cho cái nguồn điện đó được tạo ra nhưng mà không có nơi tiêu thụ đào bitcoin là một nơi mà những cái thị trấn nhỏ nhất là ở trung quốc có thể là lấy nguồn điện rẻ để mà chuyển qua đổi thành Bitcoin khi mà họ đào để mà lưu trữ tài sản cho nên đào Bitcoin không những nhìn vào góc cạnh đó là không những là không có tiêu hao năng lượng mà còn giúp đỡ cho lưu trữ được cái tài sản đó trong một cái dạng khác đó chính là dạng Bitcoin và chúng ta nhìn vào đào Bitcoin đó thì các bạn thấy được là tại sao mà mọi người lại chỉ trích đào Bitcoin mà trong khi chúng ta nhìn vào những cái mảng khác như là chúng ta nhìn vào là đào vàng và các bạn thấy là chế tạo vàng thì tốn bao nhiêu điện chúng ta nhìn vào những công ty lớn như là Apple, Google, Amazon thì các bạn có biết là những cái nơi mà họ lưu trữ dữ liệu đó chỉ có là những cái server lưu trữ dữ liệu thôi một năm họ xài điện biết là bao nhiêu hay không các bạn có biết là khi mà mùa noel tới đó cái số lượng nguồn điện dùng để mà mở những cái cây đèn noel đó, là tốn bao nhiêu hay là không chỉ trong cái thời gian là 1 2 tuần noel thôi nguồn điện xài là lớn cỡ nào hay là các bạn có biết là những ngân hàng sử dụng bao nhiêu nguồn điện hay không thật ra mà nói là không ai biết hết nhưng mà tại sao mà ai cũng muốn chỉ trích bitcoin tại vì đây là một cái hệ thống mở ai cũng có thể lên mạng để mà tìm kiếm là có bao nhiêu tốc độ đào bitcoin và có thể chẩn đoán được là sử dụng bao nhiêu điện vân vân cho nên dễ để bị tấn công hơn đây là cái lý do nhưng mà thật ra tin tức liên quan tới đào bitcoin ô nhiễm môi trường hay là không tốt cho môi trường đây là tin tức là cũ rồi cũng như là thông tin liên quan đến đào bịch không tập trung thôi nghe clip cũng rất nhàm chán rồi chúng ta bây giờ nói tới cái điều thứ ba đi điều thứ ba là một trong những điều mà cũng có nhiều người nói tới và các bạn cũng sẽ nghe nói tới trong một đợt tăng trưởng này đó chính là liên quan đến là mỗi lần mà chúng ta thấy là Bitcoin hai xảy ra đó có nghĩa là mỗi 4 năm thì cái số lần Bitcoin được đào ra mỗi một lóc bị giảm đi phân nửa đây là cái chế độ gọi là hai bình chúng ta nói tới rất nhiều và lần cuối cùng chúng ta có Bitcoin hai bình đó chính là tháng 5 của năm 2020 năm ngoái thì mỗi lần mà chúng ta tới Bitcoin Haven á, thì lại có nhiều cái tin gây lo ngại nói là sau ngày Haven á, thì những thợ đào chỉ đào được có phân nửa số lượng Bitcoin mà được đào một ngày trước đó mà thôi có nghĩa là cái chi phí đào của họ sẽ bị giảm đi phân nửa thì sẽ dẫn đến là những thợ đào sẽ bỏ tại vì họ không đủ thu nhập để mà trả cho chi phí đào cho nên họ sẽ bỏ và không đào Bitcoin và Bitcoin sẽ đi vào một cái dùng xoáy chết nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta Thấy bài viết này đã được chia sẻ trong cái mùa halving của năm 2020 Nhưng mà cái bài viết này tương tự cũng đã được chia sẻ năm 2016 Khi mà chúng ta có cái Bitcoin halving năm 2016 Mỗi lần halving thì lại có nhiều người đưa ra những cái thông tin này để mà gây lo ngại Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta đã có ba được halving rồi Có miner nào mà bỏ đào Bitcoin đâu Và không những là không bỏ mà các bạn thì được là cái tốc độ đào Ngày nào ngày đó cứ tăng lên và tăng lên và tăng lên Không những là không bỏ mà càng ngày lại càng có nhiều người đào Bitcoin hơn cho nên khi mà chúng ta nghe nói những thông tin này đó các bạn cần phải có cái sự chuẩn bị. Khi mà các bạn đã có sự chuẩn bị rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là thông tin này cũng rất bình thường mà thôi. Không có gì hết, mùa tăng trưởng nào cũng có chúng ta bây giờ hãy nói tới cái điều kế tiếp mà thường muốn chia sẻ đó chính là một trong những cái sự lo ngại khác đó chính là khi mà đào hết bitcoin thì như thế nào lúc đó đào hết bitcoin rồi thì những thời đào chỉ có thể là lấy cái phí giao dịch thôi có đủ hay là không lúc đó thì những thời đào có bỏ bitcoin hay là không đây là cái sự lo ngại mà các bạn thấy là được nói tới cũng bởi investopedia vào tháng 2 năm 2021 nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta cũng thấy bài viết tương tự được chia sẻ vào năm 2018 bởi Cointeagraph thì cũng như vậy mà thôi các bạn thấy được. Tới lùi tới lui cũng bao nhiêu đang thông tin chứ không phải là một cái lo ngại gì mới hết. Và đương nhiên tới lúc mà không còn đào Bitcoin được nữa thì lúc đó tùy theo giá cả như thế nào. Lúc đó chúng ta mới biết được là cái thời đại có tiếp tục đào hay là không. Nhưng mà thường nghĩ là thuận và phần lớn cho bạn ở đây sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Tại vì Bitcoin cuối cùng được đào, cái phần cuối cùng được đào đó là năm 2140. Có nghĩa là chúng ta năm nay chỉ là năm 2021 mà thôi chúng ta còn 119 năm nữa thì mới biết kết quả như thế nào. Thường thì không lo lắng về cái vấn đề này. Tại vì thường nghĩ là chúng ta tới đó thì Bitcoin có thể đã chuyển qua một cái dạng khác rồi. Một mười mấy năm sau làm sao chúng ta biết được chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được là trong vòng 10 năm thay đổi như thế nào. Các bạn có nghĩ đi 10 năm trước đây thế giới như thế nào, 10 năm sau thế giới như thế nào. Các bạn đã thấy được là trong vòng 10 năm chúng ta còn không đón được thì làm sao mà có thể chuyển đón được cái sự kiện xa như vậy. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến Bitcoin nó là một cái loại cái gì đó rất là ảo, không có thể nào mà nắm bắt được. Đây là một cái loại đầu cơ, một cái gì đó không có được đảm bảo bởi bất cứ một thứ gì. Thì đây là cái bài viết được chia sẻ bởi LA Times vào tháng 4. Có thể nói là đây là bài viết rất là mới, cái đây chỉ có 3 ngày mà thôi. Và cái bài viết tương tự cũng được chia sẻ. Các bạn thấy được đó, đây là cái bài viết tương tự được chia sẻ vào cái thời điểm tháng 11 của năm 2018 bởi tạp chí Forbes thì cũng tương tự mà thôi các bạn thấy được là bitcoin thì không có được đảm bảo bởi một cái gì hết nhưng mà các bạn thấy được chúng ta nhìn vào tiền pháp định đi được đảm bảo bởi cái gì các bạn thấy được chúng ta nhìn vào những mảng đầu tư khác được đảm bảo bởi cái gì phần lớn cái sự đảm bảo đó đến từ lòng tin của mọi người người ta tin tưởng đồng đô la tại vì người ta tin tưởng chính phủ hoa kỳ có thể thu thuế được người ta tin tưởng bitcoin tại vì người ta tin tưởng là cái nhu cầu di chuyển mà không cần trung gian nhu cầu di chuyển mà không ai có thể là ngăn cản được cái nhu cầu sử dụng một hệ thống phi tập trung cái nhu cầu một loại tài sản mà không ai tịch thu được những cái nhu cầu đó rất là lớn cho nên lòng tin dẫn đến giá trị. Lòng tin là cái thứ mà có thể cho một vật nào đó có giá trị rất là cao. Cũng giống như là vàng đi, khi mà đi rửa vàng, có giá trị không phải là tại vì vàng sử dụng nhiều trong công nghiệp. Nếu chúng ta thì tính cái số lượng vàng sử dụng trong công nghiệp đó, thì cái giá vàng sẽ rất là thấp. Tại sao giá vàng lại cao như ngày hôm nay? Tại vì người ta tin tưởng vàng là một đồ tài sản. Người ta tin tưởng là trong vòng bao nhiêu ngàn năm qua người ta vẫn cho vàng có giá trị thì tương lai bao nhiêu ngàn năm sau cũng như vậy các bạn thấy được lòng tin mới là cái thứ mà cho tài sản giá trị chứ còn không cần cái gì để mà đảm bảo hết một thứ nào đó mất đi lòng tin thì lúc đó mới không có giá trị điều kế tiếp chúng ta cũng nghe rất là nhiều trong những mùa tăng trưởng đó chính là cái thông tin liên quan đến nước này à, sẽ cấm bitcoin nước kia sẽ cấm bitcoin chính phủ hoa kỳ cũng sẽ cấm bitcoin các bạn thì được là thông tin này là thông tin được chia sẻ hồi tháng 3 ngày 25 năm 2021 bởi Independence nhưng mà những cái sự lo ngại tương tự cũng đã được nói tới năm 2017 cho nên các bạn thấy được là cái vấn đề liên quan đến nước này muốn cấm bitcoin nước kia muốn cấm bitcoin hay là hoa kỳ cũng sẽ muốn cắm Bitcoin thì các bạn thấy được là những cái thông tin này chúng ta đã nghe nói tới bao nhiêu năm qua Bao nhiêu năm qua các bạn cứ đếm đi bao nhiêu nước thật sự cắm Bitcoin Thực ra mà nói là trên thế giới này có bao nhiêu nước mà những nước mà thật sự cắm Bitcoin nó có nghĩa là các bạn không được sở hữu, không được mua, không được bán, không được làm gì hết Thì có thể nói là đếm không tới là năm quốc gia cho đến thời điểm hiện bây giờ mà trong cái thế giới này các bạn thấy được những cường quốc đi chúng ta nói tới những quốc gia như là chúng ta nói tới là uh, những quốc gia châu âu ở châu mỹ vân vân thì các bạn thấy được là những cường quốc bao nhiêu cường quốc bây giờ cấm bitcoin cấm crypto thì bạn cũng sẽ đủ hiểu là tại sao họ không muốn cấm thậm chí là không cấm mà những công ty bây giờ là lưu trữ bitcoin cho bạn thấy được là bây giờ có rất nhiều những công ty lớn lưu trữ hỗ trợ thị trường crypto hỗ trợ bitcoin và không những không cấm mà những chính phủ còn đưa ra những cái luật để mà quản lý thị trường này và thu thuế cho nên các bạn thì được nếu muốn cấm thì đã cấm rồi chứ không có phải là đợi đưa thông tin này thông tin kia qua đợt tăng trưởng này tới đợt tăng trưởng nọ để làm gì họ đưa thông tin chỉ để làm cho mọi người lo ngại mà thôi và có một trang web đã rất lâu chúng ta không có nhìn đó chính là 99 Bitcoin đây là cái trang web đó, có một cái mục gọi là cáo phó Bitcoin mục này. Mỗi lần mà có một cái bài báo nào lớn, một người nào nổi tiếng nói tới Bitcoin đã chết hay là sẽ chết, thì bài báo này ghi lại và ghi lại cái mức giá Bitcoin thời điểm đó. Và từ lúc mà trang web này ghi lại những cái bài báo đó, đó thì các bạn thì đã thấy được là những người nổi tiếng, những nhà báo lớn đã nói Bitcoin chết tổng cộng là, 400, là 8 lần cho tới bây giờ các bạn thấy Bitcoin đã chết chưa? Các bạn hiểu chỉ năm 2017 thôi đã có 124 bài báo nói Bitcoin đã chết từ những người nổi tiếng và các bạn thấy được là đây là cái giá lúc mà người ta nói Bitcoin đã chết như là Bitcoin là sự lừa đảo, Bitcoin là một cái bong bóng tài chính vân 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 và chúng ta nhìn vào năm 2021 này Bitcoin đã được tuyên bố là đã chết tổng cộng là 15 lần và bởi CNBC à, uh, bởi Manila Times và các bạn được đây là cái dấu đóng lại là giá Bitcoin ở mức nào khi mà những bài báo này nó Bitcoin đã chết như là các bạn thấy được là Unicam nói Bitcoin là một cái uh, cho lừa đảo lúc đó giá Bitcoin 32 000 các bạn thấy được seeking out hay nói Bitcoin là không có giá trị lúc đó giá Bitcoin là 33 900 vân vân cho nên các bạn thấy được trong vòng bao nhiêu năm qua đó chúng ta nhìn vào cái trang web này đó thì năm 2011 có 6 bài báo lớn nói về Bitcoin Bitcoin nó càng có giá trị cao thì lúc đó là càng có nhiều người nói Bitcoin không có giá trị Bitcoin sẽ chết các bạn thấy được là những năm tăng trưởng đó thường là những năm mà có nhiều bài báo nhiều người nổi tiếng chi chích Bitcoin hơn là những năm mà Bitcoin không tăng trưởng. Các bạn thấy được rất rõ ràng là năm 2017 có 124 người nổi tiếng nói Bitcoin đã chết. Trong khi mà các bạn thấy được là Bitcoin có chết đâu. Trong năm 2021 và năm 2022 thì nghĩ là sẽ có rất nhiều bài báo. Tại vì giá Bitcoin đang tăng. À, tại sao mà những người này chỉ viết những cái bài báo Bitcoin đã chết hay là sẽ chết thì trong những cái thời điểm tăng trưởng mà không phải là những lúc mà giá Bitcoin đi xuống như là các bạn thấy được là những thời điểm như là năm 2019 và 20 đó những thời điểm này đó là rất là ảm đạm trong thị trường ít ai nói tới Bitcoin nữa sau khi mà tăng trưởng mạnh năm 17 và xuống mạnh năm 18 thì năm 19 20 là những năm rất là ảm đạm thì tại sao mà không có nhiều bài viết tại sao họ phải đợi cho đến khi Bitcoin tăng trưởng mạnh rồi mới viết những cái bài viết liên quan tới Bitcoin đã chết hay sẽ chết hay là Bitcoin không có giá trị tại vì họ chỉ muốn Làm cho các bạn lo lắng mà thôi Đây là những cái ví dụ mà Thùng muốn Chia sẻ với các bạn trong cái video này Một lần nữa Thùng không phải nói với các bạn Là các bạn không có tin hay là không có quan tâm Bất cứ một cái thông tin nào liên quan tới Bitcoin Hay là Crypto tốt hay xấu Mà cái mà Thùng muốn nói với các bạn đó Là các bạn cần phải tự đưa ra quyết định cho bản thân mình Các bạn muốn bán hay là muốn mua Thì là dựa theo cái phân tích của các bạn Chứ không phải là dựa theo Cái sự quan mang hay là FOMO của thị trường các bạn cảm thấy là Bitcoin bây giờ cái mức này đáng bán vì cái lý do cá nhân hay là về phân tích của cá nhân thì các bạn cứ việc bán không có vấn đề gì hết cái mà Thùng muốn nói là các bạn cần nên hiểu là những cái thông tin mà nhiều bạn mới tham gia vào có thể là mới nghe lần đầu tiên liên quan tới là đào Bitcoin làm hại môi trường, đào Bitcoin quá tập trung hay là Bitcoin sẽ chết vì lý do này hay là lý do kia hay là crypto sẽ không hoạt động được. Chúng ta sẽ thấy được là crypto sẽ không ai sử dụng. Tại vì mọi người sau này chỉ sử dụng crypto của quốc gia mà thôi hay là sử dụng crypto của công ty. Những cái điều đó chúng ta đã nghe nói rất nhiều và rất nhiều trong vòng nhiều năm qua đến nỗi mà thuận và nhiều bạn cũng nghe đến nỗi mà nhàm chán rồi nhưng mà các bạn càng hiểu nhiều càng biết nhiều thì các bạn càng có sự chuẩn bị khi mà thông tin đó được đưa ra các bạn sẽ không có lo sợ nữa tại vì các bạn biết là thông tin này đã có từ nhiều năm rồi và họ chỉ đưa thông tin này trong lúc mà giá cả đang điều chỉnh để làm cho nhiều người hoảng sợ hơn mà thôi tại vì lúc nào mọi người khi mà thấy giá đi xuống đó có thể là giá bị uh, làm giá hay là uh, vì một lý do nào đó mà giá đi xuống nhiều người hoảng loạn hay là bị uh, thanh lý cho nên giá đi xuống mạnh thì những lúc này là những lúc mà nhiều người họ biết là lên trên mạng để mà Google tìm kiếm coi tại sao giá lại đi xuống và đây là những cái lúc tối ưu nhất để họ đưa ra những bài viết này để cho gây sự lo ngại tối cao nhất đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và Thuận hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn